Rồi, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình cũng quay cái clip này để tâm sự với mọi người. Đó là cái ý nên cho cái con trồn hương ăn cái gì để cho nó mau lên giống. Đó, thì khi mà mình chăn nuôi đó mọi người, cái công việc mà sinh sản là cái chính yếu, là cái mà quyết định để mình có tồn tại hay không. Cho nên là cái việc mà nuôi để mà nó sinh sản được á, đó là một trong những cái mà mọi người chăn nuôi đều phải quan tâm. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là làm cách nào để chăn nuôi cái con trồn hương này cho nó mau lên giống. Thì cái câu hỏi này rất là khó trả lời. Khó trả lời ở chỗ là khi mà các bạn nuôi cái con trồn thì các bạn phải biết được nó là cái giống bao nhiêu tháng, nó là cái giống nào mới được, thì mình mới trả lời được nên nuôi làm sao cho nó ăn cái gì để mau lên giống, để có thể là thu hồi vốn lại nhanh nhất. Chứ còn nếu như mà các bạn không có xác định được cái giống trồn mình là nó cái loại 12 tháng hay là cái loại 18 tới 20 tháng, 24 tháng, thì mình có chăm cỡ nào đi chăng nữa, nó là 24 tháng thì 12 tháng không bao giờ lên giống. Đó, không bao giờ lên giống nha các bạn. Cho nên là mọi người cũng phải lưu ý cho mình biết cái giống trồn mình đang nuôi là loại nào. Thường đa số mọi người nuôi á, thì khi mà mua ở trại á, thì họ cứ nói chung chung là khoảng bao nhiêu đó tháng là lên giống. Tuy nhiên mình phải nắm được cái ý là cái giống này là cái giống bao nhiêu tháng. Ví dụ như là cái giống của mình là cái giống 12 tháng thì có thể 8 tháng nó đã lên rồi. 8 tháng lên hoặc 12 tháng, cùng lắm 14 tháng là buộc nó phải lên thôi. Đó, như vậy thì trước tiên các mọi người phải sao phải phải xác định được cái giống của nó đã. Cái giống chồn cái đã, rồi mới nói tới cái việc mà cho ăn cái gì để cho nó mau lên giống. Đúng mọi người. Thì bây giờ mình mới nói tới cái việc là cho ăn như thế nào để cho nó mau lên giống. Đó, trước tiên là mình xác định được cái giống nó là cái giống 12 tháng hoặc là 24 tháng, thì khả năng cái con mà giống 12 tháng thì nó có thể là 8 tháng nó lên rồi. Đó, có những trường hợp đặc biệt là 6 tháng mấy, 7 tháng, 7 tháng mấy vẫn lên luôn. Đó. Nhưng có con mà giống 12 tháng thì sớm lắm thì là 18 tháng hoặc 17 tháng. Đó. Nó theo mùa và theo bầy đàn. Ví dụ như á, trong nguyên tổng đàn nó đang lên thì nó có thể là nó lên theo luôn. Thường là tháng 1 cho tới tháng 5 dương lịch. Đó. Thì mọi người cũng phải lưu ý cho mình cái điều đó để mọi người không có hoang mang khi mà nuôi cái con trồn hương này. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi người ta nuôi á, là mới có 8 tháng hoặc 12 tháng lên rồi, mình nuôi tới cả năm rồi mà không lên. Đó. Rồi, khi ta biết được cái con trồn mình giống nó như thế nào rồi thì ta phải biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng nó bằng cách là cho ăn. Vậy cho ăn cái gì để nó mau lên giống, đó là một cái câu hỏi rất là hay và cũng khó trả lời. Tùy theo cái cơ địa của từng con, tùy theo cái khẩu vị của từng con nó thích ăn. Tuy nhiên cái con này là cái con ăn tạp, cho nên nó phải đầy đủ các cái nhóm chất mà mình thường hay nói, đó là nhóm thứ nhất đó là đường, tinh bột á, nó có thể chuyển hóa thành đường, rồi đạm, rồi béo, rồi vitamin và khoáng chất. Mọi người nên cho ăn đều hết những cái thứ chất đó. Thì các chất đó thì nó có trong các cái thức ăn mà mọi người cho, ví dụ như là cá, thấy không, thịt gà thì nó có đạm và chất béo. Đó, còn chuối thì nó có vitamin. Đó.
rồi khoáng chất là cua, ốc, đồ này kia nó có rất là ít, nhưng mà mọi người cũng nên cho nó để nó có thể phát triển một cách là sao hài hòa nhất. Đó, con chồn nó sao nó mướt lông và nó đẹp và nó sung nữa. Đó. Tuy nhiên có nhiều con nó lại sao nó lại không có thích ăn những cái loại kia. Ví dụ như có những con nó lại không thích ăn cá nha. Nếu như mọi người á, cho nó một con cá sống dãy dãy á, tập cho nó từ từ thì nó ăn. Nó ăn nó ngon thì nó ăn. Đó. Còn nếu như bình thường ra con cá chết nằm vô là nó không ăn. Đó. Như vậy thì cái chính ở đây đó là mình phải cho nó ăn đầy đủ, no đủ nha. Cho ăn no đủ để nó có thể phát triển một cách tốt nhất, là mọi người phải thuận theo cái tự nhiên á. Tức là cho nó ăn đầy đủ, no đủ các cái nhóm chất, rồi cái cuối cùng đó là cho nó ở chung với lại thấy đực, nhìn thấy đực, nhìn thấy phối giống thì nó sẽ mau lên giống nha, xì nó mau lên giống. Đó, cái việc mà những cái việc mà mình cố gắng làm nó mau lên giống bằng cách là kích những cái thuốc, đó là những cái điều không nên nha. Cái điều đó là cái điều mà mình không khuyến khích. Đó, tuy nhiên cái con chồn mà ví dụ như xác định giống của nó 12 tháng mà tới 18, 20 tháng không lên là nên kích nha. Nên kích, chích cho nó một mũi rồi bỏ qua nước. Bỏ qua nước đó đi. Rồi mình khi nó lên giống lại đợt 2 rồi mình mới phối, chứ còn không có thì không nên nha. Đó. À, nếu như con chồn mình nói lại, nếu như con chồn mình mà 12 tháng mà 18 tháng chưa thấy lên thì nên kích nha. Bởi vì lúc đó là trứng của nó là đã già rồi. Đó, tuy nhiên vì một số lý do về cơ địa thì nó không có sao, nó không có rụng trứng thì mình kích kích cho nó rụng trứng để cho nó có thể là lên giống để mà mình phối nha. Đó, còn nếu như bình thường thì cứ để cho nó ăn no đủ rồi đợi thôi, đợi nó lên giống thôi, chứ không có nói chung là không có kích cho nó rụng trứng sớm nha. Đó, nó rụng trứng sớm thì cũng không có đậu đâu, và đậu con cũng không có tốt đâu. Đó, nên là cái con chồn nó đủ tuổi rồi mà nó không thấy nó lên giống á, thì nên có thể là dùng cái thuốc kích đó cho nó lên giống rồi phối giống đó. Nhưng đa số là phải lấy lại nước hai thôi nha. Nước hai là nước đó, các bạn cho nó gì, cho nó lên giống tự nhiên rồi các bạn mới phối đó. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.